Xin chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, anh Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn một địa điểm về ẩm thực. Một cái địa điểm mà anh Ngọc muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đây chính là nhà hàng Đồng Xanh. Sau lưng mình thì đây là chính là nhà hàng Đồng Xanh mà mình muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn. Mình nhớ là cách đây khoảng 3 năm mình có dịp đến đây để thưởng thức những món ăn của quán nhà hàng Đồng Xanh này. Một cái địa điểm mà hết sức là tuyệt vời các bạn ạ. Cho nên mình muốn quay lại để cho quý vị và các bạn biết được một cái địa điểm để chúng ta có thể check in, cũng có thể đến đây để cùng thưởng thức những món ẩm thực của người dân Thanh Hóa, đặc biệt là những món đặc sản của xứ Thanh. Thì sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thước phim, những cái video clip ngắn để mọi người có thể biết được một địa điểm để chúng ta có thể đến đây các bạn nhé. Trước ống kính của quý vị và các bạn chính là nhà hàng Đồng Xanh, chuyên về ẩm thực đồng quê, địa chỉ 226A Đình Hương, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa các bạn nhé. Quý vị và các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 02378641999 và 0335995996. Quý vị và các bạn đến đây sẽ được thưởng thức những đặc sản của xứ Thanh với một không gian diện tích của nhà hàng rất là rộng lớn, cho nên là quý vị và các bạn sẽ được trải nghiệm một cách rất là thoải mái khi mà đến nhà hàng Đồng Xanh này. Bây giờ mình sẽ đi vào cổng để quay lại cho quý vị và các bạn cùng khám phá các bạn nhé. Ở vị trí này là cái khu đất trống rất là rộng rãi để cho xe để ở vị trí này, cho nên rất là thuận lợi các bạn ạ. Ở phía bên trong thì mình nghĩ chính là vườn hoa, cây cảnh và khu công viên để có thể khi mà khách du lịch đến đây, đặc biệt là có trẻ em thì có cả một cái khuôn viên để chúng ta có thể cho các cháu chơi đây. Đấy. Với diện tích rộng lớn có thể để rất nhiều xe, và đây là một nơi chuyên về ẩm thực. Ở không gian xung quanh của nhà hàng được bố trí rất nhiều cây xanh và cây hoa rất là đẹp. Phía ngoài kia các bạn để ý là có rất là nhiều cái chòi, đặc biệt là cả đầm sen rất là đẹp. Đấy, thì tí nữa mình sẽ ra để quay lại cho quý vị và các bạn xem, để chúng ta biết được đến đây chúng ta có thể trải nghiệm rất là nhiều cái phong cách về ẩm thực, về điểm check-in, chụp ảnh hoặc là vui chơi giải trí ở đây rất là thuận lợi. Đấy, cái con đường đây các bạn này. Đó. Đây là cổng có dàn hoa giấy rất đẹp, sẽ đi vào trong đó để chúng ta có thể đến những chòi, chúng ta có thể uống cà phê hoặc là vui chơi trong đó, câu cá, và đặc biệt là một cái không gian rất là rộng các bạn nhé. Tí nữa mình sẽ quay, bây giờ mình sẽ vào trực tiếp ở trong nhà hàng để cho quý vị và các bạn biết trước đã. Trong ống kính của quý vị và các bạn đây chính là nhà hàng Đồng Xanh, và mình muốn vào đây để quay lại cho quý vị và các bạn cùng theo dõi các bạn. Hãy lắng nghe và theo dõi các bạn nhé. Ở vị trí này, quý vị và các bạn được khám phá một căn nhà lá. Đấy, nhà hàng Đồng Xanh với một căn nhà lá rất là đẹp và mát các bạn ạ. Đấy, xung quanh trồng rất nhiều cây cảnh như cây vạn tuế, thiên tuế, cây tùng và rất nhiều cây hoa đẹp khác các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến vào để cho quý vị và các bạn cùng khám phá này các bạn này. Rất đẹp. Đây, bây giờ mình sẽ đi qua cái cầu này để vào căn nhà lá này các bạn này. Dưới chiếc cầu này có một cái bể nước nuôi rất nhiều con cá koi với kích thước và trọng lượng rất là lớn các bạn này. Đấy, cái con cá koi vàng đấy rất là to.
người ta bố trí cái tiểu cảnh nước róc rách rất là lãng mạn, và phủ ở phía trên là rất nhiều cây cảnh nở hoa và thơm, rất là đẹp, một màu xanh rất là mát, tạo cho một bầu không khí rất là trong lành khi mà chúng ta thưởng thức ẩm thực tại cái quán nhà lá này. Bên này cũng vậy các bạn này, nước được luân chuyển liên tục và tạo cái độ trong cho nước. Trong cái đó ở dưới thả rất nhiều con cá koi. Đấy, và bên này cũng trồng rất nhiều các cây cảnh, đặc biệt là có cây nhà Nhật, đấy là hoa nhà Nhật này, cây rất dễ trồng, và đặc biệt nó nằm ở một cái khu vực mà bên cạnh cái nước này thì cây phát triển rất là tốt. Đấy, rất là đẹp. Đây, một cái bức tranh, phải nói đây là một cái bức tranh cực kỳ đẹp mắt. Một bầu không khí rất là trong lành. Cái hoa này mình không biết là hoa gì nhưng mà nó đang ra rất nhiều nụ, rất là đẹp. Đấy, cái hướng đi đó sẽ đi vào căn nhà chính của nhà hàng Đồng Xanh các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ vào căn nhà lá này để cho mọi người được tham quan, xem cái diện tích của nó có lớn hay không. Chúng ta ước lượng xem là lượng khách đến đây du lịch sẽ có nhiều điều thú vị ở căn nhà lá này. Với một không gian nhà lá rất đẹp đấy các bạn này, mình sẽ ước lượng xem là khoảng bao nhiêu mâm ở đây các bạn nhé. Tức là ta sẽ ước lượng tính theo bàn. Mười bốn bàn các bạn ạ, tức là tương ứng với 14 mâm. Đấy, rất là đẹp. Với phương pháp cổ điển là sử dụng lá cọ hoặc là lá dừa để tạo nên cái mái. Đuôi mè thì sử dụng luồng. Đấy, khi mà chúng ta vào đây chúng ta có cảm nhận là rất là mát mẻ, hệ thống quạt trần đan xen nhau. Quan trọng nhất là ở cái không gian này sẽ rất là mát các bạn nhé. Đấy, nếu mà cả một tập thể đến đây để giao lưu ẩm thực thì rất phù hợp. Quan trọng nhất là cái không gian rộng và mát mẻ thì đây là một cái điều ai cũng cần mong muốn cả. Đây là góc quay nhìn từ trong ra. Với góc quay này quý vị và các bạn cũng nhìn rõ được là khu Matcha Coffee Đồng Xanh. Tức là cái khu này bố trí rất là nhiều bàn ghế để cùng thưởng thức cà phê, sữa, trà sữa rất là nhiều loại. Chúng ta có thể ngồi đây, đặc biệt là vào buổi tối thì chúng ta ngồi đây sẽ rất là đẹp, với một không gian rất là lãng mạn các bạn nhé. Khi vào cửa chính thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bức tượng đá có ghép bởi chữ của nhà hàng Đồng Xanh. Đấy, đây là một khối đá khổng lồ và có không được cắt nhưng mà người ta dán lên những cái chữ là nhà hàng Đồng Xanh. Phía dưới người ta bố trí tiểu cảnh để cây hoa rất là thơm, và một cây cổ thụ đó là cây xoài các bạn này. Ở phía trước của nhà hàng Đồng Xanh, khu nhà chính, các bạn để ý có một dãy xe máy để phía này. Đối với cái du khách, đối với khách du lịch đi xe máy thì sẽ để xe máy ở khu vực này. Tất nhiên có thể để ở phía ngay ở đầu video mình đã chia sẻ. Tuy nhiên thì thường xe máy người ta để ở phía này là nó phù hợp nhất, bởi vì cái không gian nó vừa phải. Và đây chính là khu nhà chính của nhà hàng Đồng Xanh, chuyên về ẩm thực đồng quê, nhận đặt tiệc cưới, liên hoan, sinh nhật, họp lớp.
và địa chỉ của chúng ta biết là 226 Đình Hương, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Đấy. Đây là khu nhà chính với một không gian diện tích rất lớn đấy các bạn này, và rất là đẹp. Và cơ quan mình đang ngồi đợi rồi các bạn này. Đấy, mình tranh thủ mình review cho quý vị và các bạn được biết được một cái địa điểm để chúng ta có thể thưởng thức ẩm thực đồng quê, những đặc sản của xứ Thanh các bạn nhé. Check về phía bên tay phải, nếu mà nhìn vào khu nhà chính, các bạn để ý có một chiếc cầu thang bằng sắt ở ngoài để chúng ta có thể lên tầng 2. Nhưng mà khi người ta có thể đi cái cầu, tức là cái đường này, tức là cái đường cầu thang sắt này, có lẽ đây là cầu thang dành cho vấn đề thoát hiểm đấy. Còn người ta thường là đi ở bên trong, thì nếu mình sẽ đi vào để cho quý vị các bạn được theo dõi các bạn nhé. Ở khu nhà ở đây thì có một số bố trí cũng rất là lãng mạn, nhà hàng trang trí rất nhiều các giỏ lan, rất nhiều loại, rất nhiều chủng loại lan để trang trí ở đây cho nó đẹp mắt, để tạo một cái sự tự nhiên cho nhà hàng. Đây là con đường lên tầng 2 đấy các bạn này. Đấy, cầu thang chính đi lên tầng 2. Còn ở gian dưới có rất nhiều không gian, mình ước lượng khoảng trên 50 mâm ở không gian này. Đây là cái sân khấu để có thể tổ chức những sự kiện ngay tại vị trí này. Ngay bên tay trái có một cái đường cửa của nhà vệ sinh rất là sạch sẽ và có thể ở một cái vị trí rất là kín đáo. Khi mà chúng ta đến căn nhà chính thì có rất nhiều phòng VIP. Ở đây là phòng VIP 1 là một này. Đây là phòng VIP 2. Ở bên tay trái là có hai phòng. Ở bên đây là phòng VIP 3, phòng VIP 4 và phòng VIP 5. Tức là ở tầng 1 thì có 5 phòng VIP các bạn nhé. Với sức chứa là mình ước lượng là khoảng từ 10 mâm trở lên. Đây là lối lên tầng 2 đây các bạn này. Ở bên này cũng trang trí nhà hàng Đồng Xanh, một cái bố trí rất hợp lý, bởi vì đây là một cái banner luôn để có thể tổ chức sự kiện ngay ở đây. Có thể là ở bên tay trái tổ chức sự kiện ở một rất nhiều khách du lịch ở một bên kia tay trái, còn bên tay phải cũng bố trí được các bạn nhé. Còn đây là chúng ta sẽ xuống khu ẩm thực đây các bạn này. Đây là khu nấu nướng này các bạn này. Đó. Đây các bạn để ý là đây là khu biến nấu nướng. Với một không gian rất là rộng đằng sau, rất nhiều nhân công đấy để phục vụ. Đấy, các bạn biết là khu này là khu nấu nướng này các bạn nhé, chế biến, có thể tổ chức sự kiện lớn ở đây. Đấy, cái đường này chúng ta sẽ đi ra chỗ đầm sen và những căn nhà lá nhỏ. Bây giờ mình sẽ đi ra đấy để review và quay lại cho quý vị và các bạn cùng khám phá các bạn nhé. Đây là một hình ảnh rất là tuyệt vời đấy các bạn này. Và các bạn nhìn vào banner là tri ân thầy cô, liên hoan chia tay học sinh lớp 9. Đây là một cái banner mà chắc có lẽ là mới thực hiện. Với một cái diện tích không gian ở tầng 2 này, nhà hàng Đồng Xanh có thể tổ chức sự kiện rất là lớn. Bởi vì theo mình quan sát có rất nhiều bàn ghế, và cái không gian diện tích này thì có thể tổ chức rất là nhiều cái sự kiện. Đấy, các bạn có thể đến đây để tổ chức luôn.
Nếu mà tổ chức đám cưới ở đây cũng có thể được các bạn nhé. Bởi vì cái diện tích rất là rộng lớn. Phải nói là một cái diện tích này có thể tổ chức một sự kiện lớn rồi các bạn này. Đám cưới có thể tổ chức ở đây. Hội phải nói là ok luôn. Rất tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ đi vào chiếc cổng này và review và quay lại cho quý vị và các bạn những cái khung cảnh ở bên trong đây. Trong cái khu công viên này rất là đẹp các bạn nhé. Rất là nhiều hoa, đặc biệt là có hoa sen và những chòi rất là mát. Một cái hồ rất là lớn các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đây để khám phá. Con đường này là chúng ta sẽ đến sảnh chính và khu nhà bếp đây các bạn này. Và chúng ta đi lên cái chòi lá lớn để tổ chức sự kiện. Còn rất là nhiều cái không gian nữa mà mình sẽ đi cho các bạn cùng khám phá và chiêm ngưỡng các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi dọc vào con đường này. Diện tích rất là rộng lớn. Ở đây có cả cô phục vụ luôn này các bạn này. Đây là cái chòi số 03. Sử dụng lá cọ hoặc là dừa để là tạo mái. Rất đẹp. Chúng ta có thể có một không gian riêng tư để ngồi có thể nói chuyện, để tâm sự. Rất là đẹp. Được thiết kế ở trên nền cốt là các cột bê tông và dầm là ở dưới là bằng sắt, trên một cái đầm sen rất là đẹp các bạn nhé. Rất nhiều các chòi được kế dọc ngay trên đường và tạo nên một cái không gian qua những cái chiếc cầu được sơn màu đỏ rất đẹp đấy các bạn này. Chiếc cầu bắc qua cái hồ này và chúng ta có thể đi sang bên đây đấy, để cùng khám phá rất nhiều cái chòi khác với một không gian và những thiết kế về cây cối rất là mát mẻ các bạn ạ. Rất là tuyệt vời. Vào buổi trưa khách đến rất là đông thì quý vị và các bạn có thể quan sát và chiêm ngưỡng cũng như khám phá rất nhiều cái vị trí được thiết kế ngay ở trên một cái đầm sen hoa rất là đẹp các bạn. Không gian rất là rộng. Bây giờ mình vào một cái chòi để cho quý vị và các bạn biết được cái không gian, cái vị trí để chúng ta có thể biết được là chúng ta có thể đến đây để vào những chòi này. Phụ thuộc vào cái không gian, số lượng khách. Có lẽ đây là dành cho một mâm khoảng hơn 10 người có thể ngồi. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó, rất là đẹp. Quan trọng nhất là tạo cái độ mát. Và phía cuối là cuối con đường này các bạn này. Con đường đang còn rất dài ở phía sau nhưng mà chủ yếu người ta trồng cây nên mình không quay cho quý vị các bạn đấy. Và phía bên tay trái này là gồm có 9 chòi dọc với con đường đi từ khu nhà chính. Đó, đây là con đường đi ra này các bạn này. Bây giờ mình sẽ đi qua cái chiếc cầu này để sang bên kia để quay cho quý vị và các bạn cùng khám phá các bạn nhé. Đẹp, tuyệt vời lắm. Đó, chúng ta đi hết cái cầu này sẽ được sang bên tay phải. Mùa này đúng là mùa của hoa sen các bạn ạ. Hoa sen nở rất đẹp.
Đấy, và người ta bố trí rất là nhiều cái chòi ở hai bên, rất là lãng mạn. Quan trọng nhất là tạo một không gian riêng tư và mát mẻ để cho khách du lịch đến đây. Đó, hoa rất đẹp. Ở phía trước là chính là chúng ta đang hướng góc quay về phía đại sảnh chính và cái khu đậu xe. Và bên này người ta cũng bố trí có vẻ khác so với ở bên phía đó. Ở bên phía tay trái này thiết kế so với bên tay phải có một cái sự khác nhau, bởi vì cái chòi ở bên tay phải này rộng hơn. Đấy, nó rộng hơn, chắc là có thể là có thể tổ chức cho rất là nhiều số lượng khách nhiều hơn. Và một cái điều thú vị là khi mà chúng ta đến đây, khi mà đi từ đại sảnh chính đi về phía tay phải, đi vào đây, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng rất nhiều cây, đặc biệt là cây hoa quả như dừa, cây mít. Đấy, ngoài ra còn một số vài cây khác. Và quan trọng nhất là ở phía dưới đây chúng ta quan sát là đúng với một nhà hàng lớn là trồng rất nhiều cây rau thơm. Mình đi ra đây một chút nữa để cho quý vị và các bạn được theo dõi này. Đấy, rất nhiều cây như cây tía tô, cây rau húng, rất nhiều cây rau thơm để nó phù hợp với nhà hàng. Và ở phía xa đây mình sẽ zoom ra cho các bạn nhìn này. Đó, rất nhiều cái chuồng chim được nhà hàng thiết kế. Có lẽ đây là cũng là một cái sở thích, cũng đồng thời là dùng để chế biến món ăn. Đối với khi mà khách du lịch muốn ăn như cháo chim hoặc là thịt liên quan đến chim. Đấy, đây các bạn nhìn bố trí rất nhiều cái chuồng chim. Ở phía dưới lại có rất là nhiều các con vật khác. Ở một phía khác cũng tạo ra một cái khung cảnh, tạo nên một cái bức tranh hay là một cái tiểu cảnh giống như chúng ta đang lên một cái ngọn đồi. Đấy, và ở dưới có rất là nhiều cây cỏ được trồng rất là xanh tốt và rất là mượt. Đấy, và bố trí rất là nhiều cái cầu bắc qua cái hồ nhỏ thôi. Đấy, rất là lãng mạn, rất là đẹp. Cái này có lẽ vào buổi chiều khi mà ánh điện lên thì có lẽ là sẽ đẹp hơn nhiều. Đấy, tạo ra rất nhiều khoảng trống rất là đẹp. Đặc biệt là chị em đến đây có thể chụp ảnh, cảnh rất là tuyệt đẹp. Ở bên này là bố trí một cái không gian được lát gạch màu xanh rất là mát, và bố trí rất nhiều cái chậu cảnh, tạo một cái không gian có lẽ đây là cũng là khu thưởng thức cà phê cũng như là khu vui chơi. Đấy, có lẽ là như thế là mình nghĩ là như vậy, bởi vì là có rất là nhiều cái ví dụ như là đây là cái xà đu này, bạn có thể ngồi lên đây để cùng lắc lư bạn ấy. À, và quan trọng nhất là cái này rất hay, thì nữa mình sẽ lại phía trên để quay cho quý vị và các bạn. Đây, mình cũng quay luôn cho quý vị các bạn đây. Đây là một cái vật rất thường, cái đơm, cái giọ mà người dân Việt Nam, đặc biệt là nông thôn Việt Nam hay sử dụng để đi bắt cá, bắt cua, tôm, ốc ếch. Và người ta cũng bố trí ở đây. À, có lẽ là đi từ đây sang đấy cũng được đấy. Nhưng mà hôm nay nước nó cao, chắc có lẽ là nhà hàng sẽ không cho con đi qua cái cầu này. Nhưng mà người ta thiết kế đây. Đó, đây này các bạn này. Đấy, thiết kế rất là đẹp. Nước nó dâng lên rồi. Có lẽ là ít ai có thể dám được đi, nhưng mà mình nghĩ là ngày trước chắc là người ta thiết kế để đi đây các bạn nhé. Với góc quay này nữa, quý vị và các bạn sẽ được trải nghiệm qua những cây hoa
cũng như những cây cảnh, tạo nên một cái sự yên bình cũng như là tạo sự mát mẻ qua những cây người ta trồng bố trí rất là hợp lý, được đan xen và xen kẽ lối đi để tạo nên một cái sự tự nhiên. Khi mà chúng ta qua cái nhà hàng chính, tức là cái khu nhà chính, để chúng ta về phía sau này, rất là tuyệt vời. Ở phía góc quay này, quý vị và các bạn biết là có một chòi ở giữa được bố trí lưới đen và ở trên được che phủ bởi lớp nhựa ở cái kiểu dạng mái vòm. Ở bên trong trồng rất nhiều các loại hoa phong lan. Đây có lẽ đây là một cái thú vui. Nhưng mà vừa rồi mình đi qua thì cửa đóng. Có lẽ đây là người ta, nhà hàng sẽ mở trong một cái dịp là triển lãm về cây hoa lan này các bạn này. Cho nên là người ta đóng cửa cái khu vực đấy. Mình không vào được để quay cho quý vị và các bạn được theo dõi. Đây là một cái sở thích. Có lẽ là đây là của nhà hàng. Rất là đẹp. Đây là một cái hình tượng mà có lẽ rất là thân thuộc đối với người dân Việt Nam qua những chiếc đó, cái giọ, cái nơm. Đúng không ạ? Đây là rất là tuyệt vời. Đúng là nhà hàng đồng quê. Và con đường này là cái đường mà khi mà chúng ta đi vào cổng chính, chúng ta đến với đại sảnh chính, thì quý vị và các bạn sẽ đi vào lối này. Chúng ta sẽ cũng có thể đi ra công viên ở phía sau qua những chiếc chòi rất là đẹp, rất là lãng mạn với một không gian rộng lớn. Quý vị và các bạn có thể đi qua lối này. Đấy, ngoài ra là chúng ta có thể đi ở lối qua một cái dàn hoa giấy, cái cổng có một cái dàn hoa giấy rất là đẹp đấy các bạn nhé. Chúng ta có thể khám phá ở phía sau. Nếu mà vào buổi chiều thì quý vị và các bạn sẽ thấy là cái khung cảnh còn đẹp hơn nhiều. Bây giờ nó hơi nắng nên quý vị và các bạn có thể thấy nó hơi có sự chói, nhưng mà với sự đan xen của rất là nhiều cây thì quý vị và các bạn có thể thấy được là nó rất là đẹp và lãng mạn này các bạn nhé. Vâng, vừa rồi mình đã chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái clip rất ngắn thôi, đã chia sẻ toàn bộ khung cảnh và review cho các bạn toàn bộ khung cảnh nhà hàng Đồng Xanh này. Hiện nay thì buổi trưa thì khách du lịch đến đây rất là đông, thì mình xin phép dừng buổi chia sẻ tại đây. Quý vị và các bạn biết được một cái điểm check-in rất là đẹp, tuyệt vời đúng không ạ? Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh khi mà chúng ta xem cái kênh Anh Ngọc Vlog các bạn nhé. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo. Mình bây giờ bắt đầu lên xe rồi. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Rất mong quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.